Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ tư, chúng ta tham quan và giao lưu với vườn ông Phạm Bá Dần, địa chỉ thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trước mắt chúng ta là một tác phẩm xanh mà khi tham quan đến đây, tôi cảm thấy rất là mắt nhãn, một cây xanh Nam Điền. Tổng khung của cây chúng ta ngắm đã thấy nó sướng rồi. Toàn bộ phần mái rất bay nhá, rất mỏng nhá. Và bệ rễ của thân cây ôm trọn hai cái mỏm núi đá, một cái cao một cái thấp. Tất cả cái đường đi của thân cây xanh vắt từ đỉnh núi cao xuống, luồn qua khe đá của hai núi, xong lại vòng lên đỉnh của quả núi thấp hơn, như là một con rồng đang uốn lượn trên hai đỉnh núi. Đây các bác cận cảnh nhìn thấy mới cảm thấy nó rất là đẹp. Và cái màu đá thì đã rêu phong rồi, đá thấm thủy các bác ạ. Đá thấm thủy nó mới hay như này chứ. Lên rêu và nó dưỡng cây rất tốt này. À, cái bộ rễ của nó. Chúng ta hình dung ra nhá. Tôi cây này thì bây giờ tôi lần từ trên ngọn xuống nha các bác. Đây, trên ngọn cây xanh này. Ngọn cũng rất đẹp. Địa y bám lên tận trên ngọn luôn. Đây là ngọn nhá, theo cái đường truyền đi xuống này, đây. Đi xuống đây, đường truyền đi xuống đây, đi xuống lên đây thì nó vòng xa phía trước mặt chúng ta đứng này, sau đó quay ngược lại để vượt lên đỉnh núi của cái núi đá cao hơn, đấy, vượt lại này, để chia tiếp một tay nữa ra, đấy. Sau đó về tôi lần theo phía bên này. Sau khi gối lên trên đỉnh núi này, thì lao xuống này, lao xuống tít dưới này, này. Lao xuống cái khe giữa đỉnh núi lớn và đỉnh núi thấp này. Tiếp tục đưa ra những cái luồng rễ bám rất chặt, rất là bệt. Đấy. Thế sau đó ấy, vòng sang phía đối diện bên kia. Đấy, chúng ta đi sang đi xem nhé. Đấy, vòng sang phía đối diện bên này. Đây, cái chỗ mà vòng sang phía đối diện là vòng sang và lao xuống ôm chặt lấy cái quả núi thấp. Đấy, ôm chặt, sau đó lại đưa tiếp lên đến đỉnh. Và tại cái chỗ này nó rất hay, cái chỗ là có một cái hai cái điểm nó giao thân này. Đấy, sang đây thì tôi có cái cảm tưởng như thế này, gọi là hai con rồng, có thể gọi là lưỡng long đấy. Đây là một con rồng ở bên ôm lấy quả núi nhỏ này, đấy. Và bên này là con rồng ôm lấy quả núi lớn này. Đã là hai con rồng là lưỡng long rồi, lại có hai đỉnh núi, hai quả núi được mỗi con vờn ấy, ôm lấy một quả và tạo nên một cái mái tán của cây xanh rất cân đối, rất bay và đẹp như thế này. Lưỡng long nhị sơn đẹp quá. Tôi thì cứ hay lần mò, cứ hay phân tích rồi để gắn cho nó một cái tên, nhưng mà cũng rất khó. Các bác chúng ta định ra một cây xanh này
Nam Điền với cái phân tích và cái hình ảnh Đỗ Sinh vừa chia sẻ có một cái tên cho rất đẹp. Đây là ý kiến của ông Phạm Bá Dần. Ông có nói là rất là lúng túng trước một cái cây xanh đẹp như thế này mà nhờ các bác chúng ta tìm cho tác phẩm một cái tên thật là có ý nghĩa. Vâng, và đây là cái số điện thoại của ông Phạm Bá Dần để các bạn chúng ta giao lưu nhé. 0984 974 266. Vâng, đây là bóng tán của cái phía đối diện đấy các bác. Vâng, phải nói ngắm cây này tôi thấy sướng thật đấy. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Cái chiều cao từ mặt bể này lên đến đỉnh bao nhiêu hả, hả ông Dần đấy? Tầm độ 80 phân. 80 phân à? 80 phân. Thế còn đỉnh tán bên nọ, đỉnh tán bên kia? Chiều bay ấy, của hai tay ấy. Nó phải mét mấy? Mét 3. Mét 3. Mét 3, mét 4 ấy. Hay quá nhỉ, cây xanh này cắm bay kìa. Ngắm mãi không chán. Chơi những cây như thế này thì làm sao mà chán được các bác. Mà đã chơi không chán rồi thì bán là chắc chắn là có lãi. Chứ còn anh đã chán rồi thì anh bán. Đây, toàn bộ dưới gầm này. Mốc lên như đá luôn ấy. Và chúng ta ngắm lại cái chậu, cái bể luôn đấy. 1986 này. Hai bên là hai đồng tiền. Đấy. Bể cũng lành lặn. Đây là cái viên gạch đáy bể. Tức là mọi ngày các cụ là thường đặt ở các cái vị trí ở các cái sân. Bể này phải chứa nước mưa thôi. Bây giờ được đặt một cây xanh lên đẹp quá. Và tiếp tục đến với những cây còn lại. Và từ xa tôi ngắm có một cái cây cốt cũng khá đẹp, cái xanh Nam Điền. Bây giờ chúng ta đi theo cái hàng này nhé. Và vừa xem những cây xanh lại vừa thưởng thức những cái bể. Chủ yếu là những cái bể cũ rất đẹp luôn đấy. Toàn bộ cái mảng đã được ngâm nước.
Vâng, và đây chúng ta đang quan sát một cây xanh Lam Điền dáng long, cây tầm trung. Các bác vào mới đến tham quan để giao lưu với ông Phạm Bá Dần thì chúng ta căn cứ vào cái số điện thoại 0984 974 266. Ông Phạm Bá Dần sẽ hướng dẫn đường đến với vườn cảnh của ông ở thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Qua video của chương trình kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, phần nào đã mô tả được những cái nét đẹp, những cây xanh Nam Điền, những cái bể cổ, những cái cây xanh cổ với cái tuổi đời khá là cao, có nhiều những cái đường nét rất khó, rất là hấp dẫn. Chúng ta cùng nhau thưởng thức và giao lưu. Ở đây là một cây xanh Nam Điền dáng trực đây. Nhưng mà phải nói là cái phần bệ và cái độ thân của nó là thu lại rất hay anh ạ. Đây. Kì, những cái nu sần u cục lại lên. Đấy, cái vỏ cây Nam Điền ấy khác biệt đấy, để chúng ta dễ nhận biết, mà đặc trưng của dòng xanh Nam Điền. Vâng, cây này làm hoàn thiện nốt phần mái tán thì một cái dáng trực và trượng phu rất hay. Vâng, anh ông Dần đang đón nốt tay 3, tay 4 và lên ngọn nữa. Chắc là 1-2 năm nữa. Đặc biệt nhất của cái xanh đạt được đó là cái phần cốt thân bệ đã quá đẳng cấp rồi. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video thứ 4 cũng là chương trình chia sẻ vườn cảnh ông Phạm Bá Dần, chúng ta cùng nhau đến với một cây sung. Nếu mà ngắm ở vị trí này thì tôi có cảm nhận như là cây sung như là một con voi, một chú voi đang phủ phục xuống đây. Voi phục đây. Vâng, cây sung voi phục đây. Cái bể này dài, kích thước dài bao nhiêu ông Dần đây? 2m7 cả... 2m7 chiều dài, rộng. Rộng 1m8. Rộng 1m8. Đấy, để chúng tôi, sở dĩ tôi nói kích thước bể lên để chúng ta hình dung ra cái bệ cây sung. Quá lớn luôn. Đấy. Vâng, phần này là gần hết bể luôn. Đấy, con voi đang phủ phục mà cất vòi lên này, này. Đấy, các bác nhìn đây. Thôi thì ta cứ trừu tượng, ta cứ tưởng tượng như vậy thôi vậy. Rất giống nha. Chỗ này là cái đầu. Vâng, cùng nhau đi sang bên đối diện cái. Có đi được sang không?
Đây, anh đi vào. Được rồi, được rồi. Con này đứng ở bên kia nhìn nó. Vâng, chúng ta sang gần phần đối diện để nhìn cái cây bệ xem nào. Đấy, bên này nó có vẻ dễ hơn. Ôi, nhìn bên này lại cần càng giống con voi nữa này. Đấy. Vâng, và cây sung có nhiều quả rồi nhá các bác. Bởi vì cái vụ vừa rồi thì đã thu hoạch hết. Còn những cái dâu này, và tôi vừa mới được xem ông Dần cho xem cái ảnh khi chụp cây sung này đang đeo quả chín đỏ rực rỡ. Quả từ dưới gốc lên này, đây là còn những cái dâu này. Đấy, dâu kìa, tua tủa hết này. Ra thử thân to này luôn nhưng không phải là cái. Vâng. Quả trên thân nhiều đúng không? Vâng. Đây này. Ra từ thân to từ dưới này lên. Từ dưới lên. Đúng rồi. Lại sắp đến mùa sung rồi đấy. Bắt đầu có mưa xô, mùa hè cái này bắt đầu là sung bắt đầu đưa vòi đưa các cái chu quả ra đấy. Rồi. Cây sung đẹp quá. Đúng là như là voi phục luôn. Bể cũng các anh cũng rất cầu kỳ, đưa vào cái bể khá đẹp rồi, chân quỳ. Vâng, với 4 cuốn video chúng ta vừa thưởng thức giao lưu với ông Phạm Bá Dần. Tới thời điểm này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.